đến thời điểm hiện nay thì sau khi có cái hội chẩn gặp gỡ gia đình và các đơn vị chuyên môn thì xác định em bé đã tử vong. Do đó hiện nay cái phương án là đưa em bé lên từ các cái cọc ống bị tai nạn thì đang được thực hiện. Đây là cái biện pháp mà các đơn vị thi công cũng đã cân nhắc, vì em bé đã tử vong thì phải đưa lên bằng mọi cách sớm nhất để chúng ta lo cái tang sự cho em bé. Có cái phối hợp liên ngành giữa pháp y, y tế, chính quyền địa phương và đánh giá hiện trạng tại cái vị trí em bé bị tai nạn, bị rơi vào cái ống cọc mà có cái độ sâu, có cái thời gian kéo dài, vì không được cứu hộ trong thời gian kéo dài 4 ngày và ở dưới độ sâu thông khí, chấn thương, và có cái đánh giá bằng cái biện pháp là quan sát hiện trường rồi kết hợp với những cái yếu tố chuyên môn khác để tiên lượng xấu ở giai đoạn đầu. Còn đến thời điểm hiện nay thì các cơ quan chuyên môn cũng đã có thủ tục để xác định trường hợp tử vong và đang tìm mọi cách để đưa em bé lên cái mặt đất để mà chúng ta thực hiện các cái biện pháp theo truyền thống của mình. Đối với trường hợp này thì gia đình cũng đã có cái cam kết là nếu mà có cái tình huống xấu của em bé thì cơ quan chuyên môn sẽ làm pháp y đại thể